Sở hữu ngay cho mình nồi thông minh đa năng cao cấp Wanda giúp bạn có thể chế biến mọi món ăn một cách dễ dàng, tận hưởng những món lẩu ưa thích, thoải mái nướng các món ăn thơm ngon, chế biến được nhiều món bánh hấp dẫn, chiên xào và hấp chín thức ăn cực kỳ đơn giản với duy nhất chỉ một chiếc nồi. Sản phẩm có mâm nhiệt lớn, dung tích 3 lít thích hợp cho những bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè từ 6 đến 8 người. Nồi đa năng thiết kế bộ núm điều khiển giúp kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Công suất lên đến 1800W cùng giải nhiệt lên đến 200 độ, kết hợp với cơ chế tự động tắt nguồn khi đạt ngưỡng nhiệt độ giúp thức ăn nhanh chín, siêu tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó với thiết kế hợp kim cao cấp trắng lớp teflon chống dính giúp bạn thoải mái chiên xào mọi loại thức ăn. Gọn gàng hơn, thông minh hơn giúp việc vệ sinh, là chủ bếp sau bữa tiệc không còn là nỗi ám ảnh đối với chị em. Đặc biệt sản phẩm cực kỳ an toàn cho sức khỏe, giúp bạn và gia đình có bữa ăn ngon, giữ dáng chuẩn, có cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Với chiếc nồi đa năng này giờ đây bạn có thể nấu lẩu, nướng thịt, làm bánh, hấp và chiên rán mọi loại thức ăn giúp tiết kiệm chi phí, không lo thiếu ý tưởng chế biến, chế độ bảo hành 24 tháng, miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Nhân dịp Tết đến xuân về cửa hàng ưu đãi giảm giá 40% dành cho 40 khách hàng đặt mua đầu tiên, nồi thông minh đa năng cao cấp Monda vẹn tròn vị ngon, trọn vẹn cuộc sống.